cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Các nguồn tin tình báo Ukraine vừa qua tiết lộ rằng những máy bay không người lái UAV của nước này đã tấn công một số cơ sở sản xuất thiết bị quân sự ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km. Cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố Kazan và Nizhnekam nơi có nhiều công ty cung ứng thiết bị cho quân đội Nga. Thông tin được đưa ra giữa nhiều đồn đoán về khả năng Ukraine tấn công sâu vào biên giới Nga, với hy vọng được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ. Tờ Bill mới đây dẫn các nguồn thạo tin cho rằng, Ukraine dự định sử dụng các UAV tầm xa trong năm nay do thiếu tên lửa tầm trung và tầm xa. Đến cuối năm, 10 hãng sản xuất dự định cung cấp cho quân đội Ukraine các UAV có thể bay xa đến 2.500 km. Trong số đó có UAV Sokin 3000, do công ty Lux Design Bureau ở Kiev phát triển với tầm bay đến 3.300 km. Gần đây nhất, theo Ukraine đã dẫn nguồn tin trong cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU cho hay một UAV của đơn vị này được cho đã tấn công trạm radar phát hiện mục tiêu tầm xa Vronet M đặt tại thành phố Osh thuộc tỉnh Orenburg của Nga vào ngày 26 tháng 5. Nguồn tin cho hay UAV của Ukraine đã bay hơn 1.800 km tới mục tiêu của Moscow lập kỷ lục mới về phạm vi tấn công của máy bay không người lái cảm tử. Nguồn tin tình báo quân sự nói với Kiev Independent rằng hậu quả của vụ tấn công ngày 26 tháng 5 vẫn đang được làm rõ. Nguồn tin này cho biết thêm, tình báo quân sự Ukraine cũng tấn công một radar Voronezh khác ở làng Globoki ở Krasnodar Krai vào ngày 23 tháng 5 gây hỏa hoạn tại cơ sở này. Radar Voronezh là thiết bị cảnh báo sớm giúp giám sát không phận từ xa, tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay phạm vi hoạt động của nó lên tới 6.000 km. Đầu tháng 5, một máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Gazprom Netekim Salavat ở Cộng hòa Baskotostan của Nga. Hồi tháng 4, Ukraine đã tấn công các cơ sở sản xuất ở Cộng hòa Tatarstan của Nga, cách biên giới nước này khoảng 1.300 km. Gần đây, nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng chiến trường Ukraine đang trở thành sân thử cho các loại vũ khí, trang bị tiên tiến nhất của Nga và phương Tây. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, nhiều loại khí tài được đánh giá cao đã không phát huy được tối đa sức mạnh, thậm chí một số loại còn trở nên vô dụng và thất thế. Tờ New Year Yuchayetun, NZZ của Thụy Sĩ bình luận, mới chỉ một năm trước đây, phương Tây tuyên bố việc cung cấp xe tăng Leopard 2, M1 Abrams và Challenger 2 hiện đại cho Kiev là thời điểm quan trọng có thể đóng góp quyết định vào cuộc phản công mùa hè của lực lượng vũ trang Ukraine và có thể xoay chuyển cục diện xung đột với Nga. Nhưng niềm tin này đã không được đền đáp sau khi chịu tổn thất nặng nề, cuộc tấn công của Ukraine đã thất bại. Theo dữ liệu không thể chối cãi của blog quân sự Hà Lan, Oryx, trong số 73 xe tăng Leopard các loại, hơn một nửa hiện đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bỏ rơi. Trong đó có ít nhất là 11 trong tổng số 21 xe tăng Leopard 2A6, phiên bản hiện đại nhất của chúng, đã trở thành đống sắt vụn. Hiện nay, một số tình huống khó khăn đối với Kiev và phương Tây đã phát triển ở mặt trận, khi các lực lượng vũ trang Nga đã giành được thế chủ động tấn công, đẩy quân đội Ukraine một lần nữa vào thế phòng thủ bị động dẫn đến sự thay đổi trong nhu cầu trang bị. Trên chiến trường Ukraine hiện nay, không phải xe tăng mà là các phương tiện chiến đấu bọc thép nhẹ hơn, có tốc độ nhanh hơn, khả năng cơ động linh hoạt tốt hơn. Chẳng hạn như xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ trở nên quan trọng hơn nhiều đối với các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine. Là một phần của gói viện trợ mới nhất, Mỹ thông báo sẽ gửi thêm khoảng 100 chiếc M2 Bradley tới Ukraine. Tuy nhiên, theo Oris, trong số khoảng 200 chiếc Bradley được giao vào năm 2023, ít nhất 79 chiếc hiện đã bị quân đội Ukraine phá hủy hư hỏng hoặc bỏ rơi trở thành chiến tích của quân đội Nga. Trong khi đó, theo các chuyên gia về thiết giáp, dù xung đột tại Ukraine đã chứng minh rằng xe tăng chiến đấu chủ lực không còn hữu dụng như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, loại khí tài này vẫn có một số công dụng nhất định. Nhưng hầu hết cho rằng nguyên nhân khiến Ukraine thất bại khi áp dụng chiến thuật xung kích hiệp đồng kiểu NATO hồi đầu chiến dịch phản công năm ngoái là do chưa được huấn luyện bài bản chứ không phải là do xe tăng đã lỗi thời. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, một UAV góc nhìn thứ nhất FPV của lực lượng lính dù nhóm tác chiến Nga đã hạ gục một UAV ném bom hạng nặng Babayaga của Ukraine trong trận không chiến trên vùng trời tỉnh Khai Sơn. Bộ này cho biết, sau khi phóng UAV FPV từ tả ngạn sông Dniep nhằm phá hủy nhân lực và thiết bị của quân đội Ukraine trên hữu ngạn sông này, chắc thủ UAV Nga phát hiện một UAV trực thăng tấn công Babayaga của Ukraine ở trên không trung đang bay về hướng vị trí quân đội Nga nhằm thả bom. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu, sau khi đánh giá tình hình, chắc thủ chiếc UAV FPV quyết định tấn công UAV đối phương. Lấy độ cao xong, chiếc UAV FPV chọn đường bay thích hợp và từ trên cao lao xuống, đâm sầm vào chiếc UAV đối phương, khiến nó nổ tung và rơi trên lãnh thổ của chúng tôi mà không gây tổn hại nào cho binh sĩ Nga và các thiết bị công sự của họ ở bên dưới. UAV FPV ngày càng trở nên phổ biến trong chiến tranh hiện đại. Những UAV này cung cấp hình ảnh video trực tiếp theo thời gian thực, có thể được trang bị nhiều loại thiết bị cảm biến camera khác nhau giúp chắc thủ nắm bắt được tình hình xung quanh và thực hiện những đòn đánh chính xác. Về phần mình, Ukraine cũng đang đặt cược vào UAV tầm xa để tấn công vào các nhà máy lọc dầu, sân bay và trung tâm hậu cần ở sâu bên trong lãnh thổ Nga. Bên trong một nhà chứa máy bay nằm ở phía tây Ukraine, hàng chục công nhân mặc quần áo bảo hộ, đúc lưới sợi thủy tinh và lắp ráp các linh kiện thành vũ khí mạnh mẽ, máy bay không người lái tầm xa. Với tầm hoạt động lên tới 800 km, những chiếc UAV ở đây được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Ukraine khi Kiev tăng cường tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Chủ sở hữu nhà máy cho biết, có rất nhiều đơn đặt hàng mà chúng tôi vẫn chưa thể thực hiện được. Đối mặt với những bế tắc trên chiến trường, Ukraine đang sử dụng UAV tầm xa để tiếp cận các mục tiêu cách xa chiến tuyến và nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga như các nhà máy lọc dầu, sân bay và trung tâm hậu cần. Các cuộc tấn công nhằm mục đích làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và làm mất đi nguồn doanh thu xuất khẩu mà moscow dùng để rót tiền vào cuộc xung đột ở ukraine bằng cách đưa xung đột trở lại lãnh thổ nga kiev cũng có thể buộc moscow phải tái bố trí các hệ thống phòng không ở xa tiền tuyến hơn rẻ hơn và sẵn có hơn tên lửa hành trình uav sản xuất trong nước cho phép ukraine vượt qua những hạn chế chính trị trong việc sử dụng các vũ khí do các đồng minh phương tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ nga Ấn phẩm Washington Post trích dẫn các nguồn tin của mình tuyên bố rằng lực lượng không quân Ukraine đã sử dụng bom dẫn đường cỡ nhỏ GBU-39 SDB để tấn công quân Nga. Hình ảnh một chiếc máy bay được trang bị những quả bom này khi chúng cố định dưới cánh đã xuất hiện trên nhiều tờ báo. Trên thân của một quả GBU-39 có dòng chữ được chỉnh sửa lại và ghi ngày 12 tháng 5 năm 2024. Theo ước tính được công bố của Mỹ, khi sử dụng bom GBU-39 từ máy bay, tỷ lệ trúng mục tiêu là 90%. Washington khẳng định những quả bom này đã được chứng minh là có khả năng chống nhiễu do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga tạo ra. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ khiến những tổ hợp phòng không Nga khó phát hiện và đánh chặn chúng. GBU39 cũng là một phần của đạn GLSDB, sự kết hợp giữa loại bom này với động cơ tên lửa M26 để sử dụng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Nhờ động cơ và cánh, tầm bay của GLSDB đạt 150 đến 160 km. GBU39 có đầu đạn nổ phân mảnh nặng 93 kg, đủ để xuyên thủng bê tông cốt thép dày tới 1 m, có thể được đường bằng radar chủ động và laser. GPS và dẫn đường quán tính tùy thuộc vào cấu hình và từng biến thể. Hệ thống này tự hào có sai số vòng tròn khoảng 1 mét và có tầm bắn từ 75 đến 110 km. GBU-39 là một dạng bom lượn, đúng như tên gọi. Nó sẽ lướt tới mục tiêu dọc theo đường bay được chỉ định trước ở tốc độ thấp mà không cần sự hỗ trợ của động cơ tên lửa. Chi phí của loại bom này tương đối thấp, chỉ 40.000 đô la Mỹ một quả so với chi phí 3,2 triệu đô la Mỹ của tên lửa Storm Shadow mà Kiev nhận được từ Anh. Trong thời gian qua, Ukraine đã tăng cường sử dụng GLSDB nhằm mục tiêu làm gián đoạn tuyến hậu cần và điểm tập kết của Nga chi viện cho tiền tuyến. Tuy nhiên, do đặc điểm thiết kế và nguyên lý hoạt động của bom lượn GBU-39 khiến chúng khó bị đánh chặn, nhưng đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Nga có cách để khắc chế loại vũ khí này ở Ukraine. Nga có nhiều cách để đối phó với bom GLSDB nếu chúng được Ukraine sử dụng. Một trong những giải pháp là tiếp tục tấn công nhằm vào các vị trí khai hỏa HIMARS và M270, kho đạn dược, các tuyến tiếp tế và kho sửa chữa bằng pháo binh và tên lửa chính xác. Moscow có thể triển khai thiết bị gây nhiễu vô tuyến điện tử để làm giảm độ chính xác của bom GLSDB, mặc dù điều này không ảnh hưởng đến hệ thống dẫn đường quán tính của bom, nhưng nếu không có GPS dẫn đường bom lượn sẽ kém chính xác hơn. Giải pháp thứ ba là bắn hạ bom lượn bằng các hệ thống phòng không thông thường, bố trí dày đặc dọc các khu vực tiền tuyến, từ hệ thống tên lửa to và búc cho đến pháo phòng không tầm gần. Lần đầu tiên không quân Nga đã đăng tải hình ảnh chất lượng cao về việc sử dụng bom tầm xa UMPB D-30SN thế hệ mới. Loại bom này đã được sử dụng tích cực để tấn công các thành phố của Ukraine kể từ tháng 3, đặc biệt là trên chiến trường Kharkov. Oanh tạc cơ Su-34 đã ném 4 quả bom như vậy, được chế tạo trên cơ sở FAB-250. Mặc dù không so sánh được với bom FAB-1500 hay đặc biệt là FAB-3000 về sức mạnh, nhưng vũ khí mới sở hữu độ chính xác cũng như tầm xa tốt hơn nhiều. Nếu cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào Kharkov, phạm vi sử dụng ước tính của bom D-30SN lắp mô UMPB là khoảng 90km. Khoảng cách tính từ điểm thả đến biên giới là 50km theo đường thẳng và cách quận Votchansk khoảng 40 km, nơi giao tranh hiện đang diễn ra rất ác liệt. Mặc dù vậy, chưa thể nói rằng 90 km là tầm hoạt động tối đa đối với bom D-30SN, nhưng đây có thể xem như thông số cho phép đánh giá rủi ro. Dựa trên ước tính này, mô đun UMPB trang bị cho bom D-30SN mang lại tầm bắn xa hơn từ 20 đến 30 km so với các bộ UMPC đã biết. Khi cự ly tác chiến của phiên bản dành cho bom FAB-500 là khoảng từ 60 đến 65 km, với điều kiện oanh tạc cơ bay ở độ cao lớn và giữ tốc độ cao. Trang tin The Warzone cho hay, UMPB D-30SN có thể được phóng từ mặt đất, có tầm bắn chính xác cho các hệ thống pháo tên lửa đang được Nga sử dụng, không cần phải mạo hiểm với máy bay chiến thuật. Điều này mang lại ưu thế lớn khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, ví dụ như vị trí pháo binh và hệ thống phòng không. Loại vũ khí tiên tiến này của Nga đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Loại vũ khí này có thể phóng từ máy bay và hệ thống tên lửa phóng loạt trên mặt đất, MLRS, UMPB D30SN có khả năng triển khai từ tiêm kích chiến thuật và tổ hợp phá phản lực hạng nặng Tornado S. Mặc dù thông tin chi tiết về loại bom này vẫn còn hạn chế, nhưng chúng lại có nét tương đồng với bom đường kính nhỏ GBU-39 của Mỹ. Cả hai đều có thể phóng từ trên không và trên mặt đất. Trang tin này cho biết thêm, Ukraine đã được cung cấp biến thể phóng từ mặt đất GLSDB như một phần trong gói viện trợ quân sự của phương Tây dành cho chính quyền Kiev. Tờ New York Times Dẫn lời thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đánh giá bom lợn của Nga hiệu quả trong việc tấn công các vị trí của Ukraine, thậm chí có thể xuyên thủng các bom ke dưới lòng đất và đặt ra mối đe dọa đáng kể cho binh lính nước này. Sự xuất hiện của UMPB D-30SN có thể đặt ra thách thức mới cho phòng không Ukraine trong bối cảnh lực lượng này chưa có biện pháp đối phó bom dẫn đường UMPB D-30SN. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 5 thông báo, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Nam đã tập kích lữ đoàn tấn công đường không cơ giới số 54 và số 79 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Severus và Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo bộ này, trong ngày, Ukraine đã mất 3 xe bọc thép, một khẩu lựu pháo M777 155mm, một khẩu lựu pháo D20 152mm và hai khẩu lựu pháo D30 122mm. Ngoài ra, năm kho đạn dược của lực lượng Ukraine cũng bị lực lượng Nga phá hủy hoàn toàn. Trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 5 tên lửa tác chiến chiến thuật Atak MS do Mỹ sản xuất, 32 tên lửa HIMARS và tên lửa Vampire, một tên lửa chống hạm Neptune cũng như 41 máy bay không người lái. Quan chức Mỹ giấu tên hồi cuối tháng 4 tiết lộ, loạt tên lửa đạn đạo Atak MS với tầm bắn 300 km nằm trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Quan chức Mỹ không tiết lộ số lượng tên lửa Atacms được cung cấp quân đội Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa mới trong đòn tập kích sân bay Dresden Koi trên bán đảo Crimea hồi giữa tháng 4, cùng một cuộc tấn công ban đêm nhằm vào mục tiêu Nga ở mặt trận Tây Nam Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sau đó xác nhận số lượng đáng kể tên lửa loại này đã được chuyển đến Ukraine, nhưng cảnh báo không vũ khí nào có thể trở thành viên đạn bạc đủ sức thay đổi cục diện. Nhà Trắng trước đó khẳng định Mỹ chỉ chuyển cho Ukraine biến thể ATACMS ms có tầm bắn ngắn hơn khoảng 165 km. Tuy nhiên, biến thể atacms mà Washington mới cung cấp cho Kiev có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km. Lời xác nhận của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra cùng ngày với sự kiện Tổng thống Biden ký ban hành luật cung cấp viện trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngay sau sự kiện này, Lầu Năm Góc đã nhanh chóng công bố gói viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev, trong đó chú trọng tới nhu cầu cấp thiết về đạn phòng không và đạn pháo của Ukraine. Nga nhiều lần lên tiếng phản đối phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine không dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt và chiến tranh thế giới thứ ba đang đến gần. Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cho thấy tính hiệu quả của máy bay không người lái, drone, UAV giá rẻ. Chúng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với các vũ khí, khí tài tinh vi và đắt tiền. Một ví dụ khác là cuộc tấn công của Hamas vào Israel. Tổ chức vũ trang này đã triển khai hàng nghìn drone mang đầy chất nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở quốc phòng và dân sự Israel. Drone phát triển được ứng dụng rộng rãi trên chiến trường đã thúc đẩy các công nghệ mới nhằm hạn chế hiệu quả của drone quân sự. Nga là một trong những nước đi tiên phong ở lĩnh vực này. Họ đã triển khai Abjad và Giuja, hai hệ thống chống drone được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI trên chiến trường Ukraine. Theo hãng thông tấn EAT, Ukraine cũng đang nhận được các hệ thống chống drone từ Mỹ. Ukraine gần đây tiếp nhận một số hệ thống Cortex Typhoon từ Kongsberg, một công ty của Na Uy. Hệ thống này sử dụng radar phát hiện drone và sau đó khai hỏa tên lửa bắn hạ chúng. Ukraine đã tự phát triển và triển khai một số hệ thống tác chiến điện tử như Brave One để chống lại tên lửa hành trình của Nga. Họ còn có một hệ thống được gọi là Vampire, trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser, lắp đặt trên xe tải, đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng drone của Nga ở Kiev và các nơi khác. Hệ thống này tỏ ra hiệu quả trong việc chống lại các drone xa hết do Iran sản xuất mà Nga sử dụng. Ngoài Nga và Ukraine, Israel cũng có nhiều thành tựu trong lĩnh vực chống drone. Quân đội nước này có trong tay hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael Dom và Elbit System Redrone có thể phát hiện drone thông qua radar 3D, cung cấp thông tin về vị trí ba chiều của các vật thể, phát hiện tín hiệu hoặc camera, sau đó phát ra tín hiệu gây nhiễu để làm gián đoạn hoạt động của nó. Không có gì ngạc nhiên khi thị trường thiết bị, công nghệ chống drone đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng và tiềm năng của thị trường drone, các hệ thống chống drone hiện tại được cho là có một số hạn chế lớn. Thách thức lớn nhất là yếu tố chi phí. Không giống như drone rẻ tiền và được sản xuất nhiều, các hệ thống chống drone rất đắt đỏ. Ngành công nghiệp chống drone được cho là đang chi hàng triệu đô la Mỹ để bắn hạ một chiếc drone có chi phí sản xuất thấp. Ngoài ra, không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả để giải quyết vấn đề drone. Mỗi công nghệ và phương pháp chống drone đều yêu cầu những hoàn cảnh và mục tiêu cụ thể. Các chuyên gia nói rằng ngành công nghiệp chống drone chưa phát triển được các hệ thống. Brett Velikovic, cựu quân nhân Mỹ và là giám đốc điều hành Drone Express cho biết hiện có hơn 200 công nghệ chống drone với hơn 100 nhà sản xuất nhưng vẫn chưa có một giải pháp nào có thể đảm bảo 100% ngăn chặn được mọi loại drone. Trên thế giới hiện có 4 loại hệ thống chính để đối phó với drone: theo dõi, gây nhiễu, động học, chiếm quyền điều khiển. Nói rộng hơn, thông qua việc theo dõi và gây nhiễu là những hệ thống phi động học. Người ta có thể xác định vị trí của drone và làm gián đoạn khả năng bay của nó bằng cách chặn hoặc phá hỏng các tín hiệu quan trọng để điều khiển và điều hướng. Hệ thống động học là hệ thống bắn đạn để tiêu diệt drone. Quân đội một số nước có các lựa chọn động học như súng bắn lưới để cuốn chặt drone, khiến chúng rơi hoặc không thể hoạt động. Vũ khí năng lượng định hướng, sử dụng tia laser hoặc vi sóng công suất cao để vô hiệu hóa hệ thống điện tử của drone hoặc phá hủy hoàn toàn. Drone đánh chặn được thiết kế để va chạm và tiêu diệt drone thù địch, súng và tên lửa. Tuy nhiên như đã chỉ ra, không phải là những hệ thống tất cả trong một và hiệu quả của chúng sẽ khác nhau tùy theo vị trí và tình huống, đặc biệt khi một bên phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng drone cùng lúc. Mặc dù quân đội Mỹ sở hữu các công nghệ chống drone đắt tiền, báo cáo của Học viện Quân sự Mỹ nhấn mạnh một số lựa chọn đơn giản và rẻ nhất, bao cát và bê tông vẫn là một trong những biện pháp bảo vệ tốt nhất, báo cáo viết. Trong thời gian qua, các quốc gia thuộc liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và liên minh châu Âu EU đang tiến gần hơn nữa tới mục tiêu phong tỏa biển Baltic để chặn hạm đội bóng tối chở theo dầu thô của Nga ra các thị trường. Tuy nhiên, NATO không có khả năng khóa chặt Nga ở biển Baltic bất chấp mong muốn và tuyên bố của một vài chính trị gia. Điều này đã được đại diện thường trực của Estonia tại Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, ông Juli Luix nói rõ. Cho dù phương Tây có muốn hạn chế các hành động của Nga ở biển Baltic đến mức nào thì cũng sẽ không mang lại kết quả gì vì Nga có tài sản quan trọng quanh đó cũng như quyền sử dụng vùng biển quốc tế. Không chỉ có vậy, NATO không nên bỏ qua yếu tố quân sự khi Nga có thể sử dụng nhiều phương án, chẳng hạn như phá hủy cơ sở hạ tầng dưới nước của Liên minh châu Âu. Theo ông Lũ Ích, hiện cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về NATO bởi vì Phần Lan và Thụy Điển đã gia nhập liên minh, nhưng điều này dự báo sẽ không kéo dài. Vấn đề là Nga đang hiện đại hóa quân đội của mình và sau khi xung đột kết thúc, nước này sẽ lại có lợi thế trong khu vực, thực tế trên sẽ rất nguy hiểm cho các quốc gia vùng Baltic. Theo số liệu thống kê mới nhất, vùng biển xung quanh Phần Lan đóng vai trò quan trọng đối với chuỗi hậu cần xuất khẩu dầu khí của Nga, khi ước tính mỗi tháng có tới 100 tàu chở dầu đi lại trên biển Baltic, mang theo 90 triệu tấn dầu các loại. Tuyến đường nói trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xuất khẩu năng lượng của Nga, đặc biệt là khi mặt hàng này đang phải nằm dưới áp lực trừng phạt khắc nghiệt từ phương Tây. Nhưng rõ ràng tham vọng nói trên đang bị thách thức nghiêm trọng bởi Trung Quốc, Ấn Độ và một vài quốc gia khác, nhất là thuộc tổ chức BRICS vẫn tiếp tục hợp tác với Moscow khi nhận thấy lợi ích kinh tế và chính trị của họ được đảm bảo. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cũng đã đăng trên cổng thông tin danh sách các tọa độ mới để tính toán chiều rộng lãnh hải Nga, đường bờ biển và các đảo trên biển Baltic, do cách tính từ năm 1985 đã áp dụng những đồ họa lỗi thời có tọa độ mâu thuẫn với các khảo sát hàng hải hiện nay. Theo đó, Nga có nhiều lợi ích kinh tế và quân sự ở biển Baltic thành phố Saint Petersburg là nơi đặt nhiều cơ sở lọc dầu và là cửa ngõ để Nga xuất khẩu sản phẩm qua Vịnh Phần Lan. Hạm đội Baltic có trụ sở và cảng ở Kaliningrad cùng một căn cứ ở Saint Petersburg. Những lợi ích của Nga giờ đây đều có nguy cơ nằm trong vòng kiểm tỏa của NATO sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự trong hai năm qua. Các nước Baltic liên tục bày tỏ lo ngại tình hình địa chính trị đã thay đổi sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ.